Nam Mô Di Đà Phật. Hôm nay là ngày kỷ niệm ngày lễ của Đức Tùng Sư, có nghĩa là Sư Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì bây giờ bần sĩ là ai cũng gọi là thầy tạm thôi, để nói chuyện với quý vị nghe lời Phật dạy, chứ mình đâu có nghe ai như thế. Nhưng mà Phật dạy đầy đủ hết, và tất cả mọi vị, mọi người, mọi anh em, mọi Phật tử đồng đạo chung, ai cũng nghe cũng hiểu thấu triệt. Nhưng cái sự làm của mình mà có lúc phải quên nhớ và quên mình đi, quên mình có thân ngọc ngà châu báu, nhưng mình nghĩ rằng mình không có giá trị, không được. Phật gì mình đó, Phật đem cái thân đi, Phật thân đi. Để tìm ra bí pháp, tìm ra chân lý đặc biệt, giải thoát. Cho nên hôm nay kính thưa tất cả chư quý vị đạo tâm anh em của mình, trong buổi sáng tinh mai ở tại nhà tịnh tu để họp lại cùng đồng đạo. Có khi xa gần, nhớ ngày mùng 8 tháng 4 về đây để lễ tư phụ. Xin sám hối tất cả quý vị vì bần sĩ không có được bình minh như ngày trước. Có thể là cũng như cái cây nó sắp tàn rồi đó quý vị, cái thân thể này cũng không có gượng được bao lâu. Thì nhớ tới đoạn nào hoặc là trên ban phước lành một cái gì thì bần sĩ sẽ trao lại cho tất cả anh em nha. Nơi miền xa gần cũng vậy, để nhớ nha. Nhớ là mình người đã biết hồi hướng, biết làm phúc đức, biết gây cái đoạn đường từ bi, thương yêu, hỷ xả, bỏ qua tất cả những gì khi trước mình đã làm là tốt rồi. Còn nghe lời Phật dạy, Phật dạy trong đó trăm muôn ngàn sự, trăm muôn ngàn việc, chúng ta không thể nhớ hết, nhưng mà phải cố gắng. Vì học sinh cũng có vị học bổng, học sinh ngoan, chứ không phải là đi cả trăm đứa mà nó đã hỗn độn hết đâu. Có đứa cũng ráng dành riêng để học, để thi cử, để đạt thành. Cũng như mình phải ráng lo tu để đạt thành chánh quả. Ngày lại ngày qua, quý vị có biết không? Anh em của mình đã trôi lăn trong cái sự khổ hết. Một, sinh tử không thể ra khỏi được, luân hồi vẫn mãi mãi, đầu kiếp qua con này con kia rồi thành người, thành tất cả khi Phật đã nói. Như vậy thì mình tu để mình chận đứng, mình mất đi cái đoạn mà sinh tử đó, cút. Chứ để nó cút mình. Cho nên Đức Phật quyết tâm để làm một cách để lìa bỏ hết tất cả. Ngài đưa cái gương ra quá sáng, nhưng mình quá tối. Xin kính thưa anh em, xin kính thưa quý vị, chính bần sĩ cũng chưa đạt được, nhưng cũng có hơi hơi một ít nào tạm đỡ. Thì từ đây sắp đến khi bỏ cái dục thể này, quý vị có nghe lời nói của bần sĩ kỳ này còn hụt hử mà còn bệnh hoạn nữa, vậy thì mình mến thương nhiều. Vì vị này hy sinh, không ngại tới bệnh hoạn, không ngại tới đau thương. Nếu còn sự ứng chiếm thì vẫn nói, vẫn đem ra hết, thì tiết kiệm mọi hành tạng, không tiết kiệm lời nói, không tiết kiệm những văn tự, không tiết kiệm những lời lẽ của Phật dạy, mà chúng ta phải ráng nôm na để tu. Nhờ sự tu mới còn tồn tại, mới được thấy, được nghe, được biết, được nhận định là Phật đã nói gì. Mà khi Phật đã không còn bao nhiêu ngàn năm,
người đồ qua người đồ lại, mình cũng cho là đúng đi nha quý vị. Nhưng trong cái đúng đó đó, mình phải tính, mình phải đoán ra, mình phải làm bằng cách nào, chứ không thể hiện là nghe người ta rồi thôi. Tôi nói chỗ đó có Phật, chỗ này có tiên, chỗ này kia có thánh, hay là mình cái gì này cái không có. Mình phải ráng, mình phải ráng quyết định, mình phải ráng tu, mình phải ráng nghe, mình phải ráng nhận thức cho rõ ràng để sai lầm. Vì trong buổi hạ ngôn, xin kính thưa anh em, ngày mùng 8 tháng 4 là ngày kỷ niệm nước mắt có rớt. Tâm hồn của người Phật tử làm như muốn bay lên không gian. Nhưng bây giờ này thì trong phút cuối cùng này, tất cả mọi anh em của mình bần sĩ biết chứ, nó đang quặn lắm. Tu thì nó không đạt được. Tính toán mọi điều kiện phải tính để làm có sống. Rồi bên kia nóng nảy, bị hôn mê, bị vô minh, tính toán để đạt được cái này cái kia hơn người ta. Thua một chút không chịu, và phải cố chấp và chất chứa những gì cho hơn, cho giàu, cho có này. Nhưng mà lời Phật dạy không có gì hết. Chỗ này là chỗ tạm trú, tạm ngủ một ít thôi. Nếu nhận định được trong ngày kỷ niệm tất cả quý vị về đây, thì bần sĩ phải trao đổi. Lời vàng Phật đã để lại cho mình, Phật để lại đâu có châu báu, đâu có ngọc ngà, đâu có gì đâu. Ngọc trí Phật cho mình, một viên ngọc trí mình để chìm rồi đâu quý vị. Bây giờ phải lấy là muốn thành Phật không? Dạ thưa con muốn. Muốn thì thành à. Còn dạ con không muốn. Không muốn không thành. Mình tu muốn thành thánh không? Dạ thưa con muốn thành thánh. Thì phải tu. Nhân, thần, thánh, tiên, Phật được có quyền hết. Vì Phật đã nói trắng hết mà. Phật đã cho biết đó là lời Phật dạy. Nói khiêm nhường, không khiêm nhường, nhẫn nhục không được. Cố chấp, nê na, ngoai mốc, làm những mỗi chuyện sấy lực đạo, sấy lực Phật. Người với người là đạo, đạo là con đường, đạo là quả châu, đạo là một viên ngọc, đạo là một mảnh chăng, đạo là một tấm khảm. Đó, như vậy mà mình đã không đọt vào đó như thế nào. Cho nên hôm nay thì bần sĩ xin kính thưa cùng quý vị anh em của mình. Trong buổi trưa thì cũng chưa đến, trong buổi sáng tinh mai thì qua rồi. Ở tại một mái nhà nghèo, ở nhà tỉnh tu trong buổi sáng về rơi lệ. Nói gì giờ? Không có bỏ phế Phật dạy mình. Đi tới đâu mình cũng phải ráng mà nhẫn mà nhìn. Dù bị khổ hay linh đinh trôi nổi, tâm của mình là biển, là rừng, là miền xa, là biên thùy, mình nên theo dõi. Để lượng Phật nghe người, để tránh khỏi phong ba. Bây giờ bần sĩ nói ra trong ngày mùng 8 vậy mà rưng rưng, vừa thấy đồng đạo vừa vui mừng, không chi xiết. Nhưng mà mình không làm đúng theo Phật rồi, rồi mình biết làm sao? Trước đây Phật đã dạy nào, mình dân dân dạ dạ rồi đứng ngoài rào. Trong ai? Trong Phật mày, trong Phật hoài không về đến. Trong Như Lai cảm mến ở dưới ta. Nhưng mình không có sự hài hà, mình còn cố chấp thì phải xa Phật rồi. Phải đúng đắn, đứng ngồi cũng tĩnh lặng. Phải tinh di đi niệm vắng Phật đường.
niệm đi người để gieo lại tình thương, ráng niệm Phật để dọn đường về xứ Phật. Ngài đâu phải ngày đêm bảo vật để cho mình rồi mình cất ở nơi đâu, cho mình chỉ có mấy câu, cho mình lượng Phật rồi âu tu hiền, tu phải ráng. Nếu tu được là đúng có duyên với Phật, mà tu nay trời mai mất mai lui, đó là theo Phật mà vui, theo thầy mà không biết mù đuôi. Tại mình phải cố gắng, dù mình ăn xin cũng được, miễn mình tu bên trong nó không còn trược mà còn thanh. Mặc ai này giật mới dành, còn mình tu niệm học mới rành chánh y. Học lệ Phật đã ghi tiếng của Phật, học phép của Ngài đã siêu bậc phàm đời. Ngài còn lìa cảnh người ơi, lìa vua, lìa chúa, lìa thời vợ con. Cung đài đó đã ngôi son cao cả, cung nữ phi tần biết đã là bao nhiêu. Nhưng Ngài thấy vậy thủ tiêu ra đi, rừng nổi hiu hiu gió đùa. Nghe Phật dạy đi bốn mùa tám tiết, mình tự tu tự diệt lấy mình. Nếu tâm của ta không được rộng chính, ráng đào tạo thêm cho mình rộng rãi. Mình tu niệm đừng nói ba nói bài, hay chỉ khen giờ rồi thầy sai thầy tăng. Cứ lo hung dữ cọc cằn, cứ làm cho khói bút mây dâng lòng mình, thì mình đâu có nghe lời Phật. Nghe lời Phật cũng như ăn xin, nhưng mà Phật xin thấy đó xin tình chúng sanh. Xin cho biết ngọn biết ngành, biết lo tu niệm bớ chị anh nhân loại. Phật đi xin á, cho đồng chúng thấy mà coi, gọi là khất thực không đua đòi cùng ai. Dù cho có một cụ phai, ngày về có chỗ rồi ngày nhai nó lòng. Con mình không có đâu, mình tu theo Phật nhưng bất giống bất dòng. Mình lo tạo nghiệp di quan cùng ăn uống, mình bỏ nâu sòng không lo. Sáng chiều rồi lại bó bó, hỏi người như vậy rồi ai cho phép màu. Tu theo Phật phải ráng bệnh lâu mới đắc, đồng đối với mọi người không khe khắt, nghe chưa? Dù ta sống mỗi chiều dưa, ráng mà suy nghĩ buổi ban trưa chiều về tàn đời rồi. Đức Phật thấy quá não nề, làm sao cũ thế tư bề yên nhiên. Cũ làm sao được sanh tử bình nguyên đừng đi tới, vì mình kẹt mất rồi ở trong cái thế giới nguy nan. Sáng lo của chiều lại lo vàng, lo cơm lo gạo thiếp chàng uống ăn. Rồi thương con, thương vợ, thương cháu, sanh ra sự cọc cằn vì nó đói nè, không được no, thấy không? Nó khổ lắm, cũng như mi dân trước mặt mình. Làm sao mình giữ được trắng trinh, hay là mình giữ được tâm tình bên trong? Chỉ có tu mới thoát được qua vòng, chỉ có nghe lời Phật dạy, không có ngồi trong ngục đài.
Bây giờ bần sĩ nói ngày nay đặng mà lưu niệm ngày mai nghe người nhớ ngày mùng 8 tháng 4. Tâm mình đặc biệt rồi vui cười nở quang. Chào mừng từ phố Thích Ca ngày về rồi đất đạo để cho ta phép màu ráng chuẩn mực. Ngồi đâu cũng tĩnh lặng. Thở cho điều hòa, đừng để vắng không nên. Niệm tâm yên tình cho bền, nói gì được nấy đó là tuổi tên ngày đời. Nhớ khăn khắc đừng quên lời thề quý Phật. Nguyện như ngày con siêu bậc phàm phu, lại Phật trời hộ trẻ lo tu, đặng xa khỏi diêm phù ngục thầm. Con làm sao thân này là tấm khảm, con trải cho người đi trên đường đâu dám cài chi. Đêm về tụng niệm đại bi chú tâm chú nguyện con ghi trong lòng. Sao có mất con đệt sống quả gì, bỏ cái dục thể này mà con chỉ lấy trí hồn linh. Than ôi bỡ bỡ chúng sinh, gần xa cũng vậy thầy xin đôi lời ráng nhỏ nhẹ để độ người đang bệnh nặng. Bệnh vì tiền nè, bệnh nơi cảnh vắng xa xưa, bệnh vì trong dạ ghét ưa chiều buồn rồi thù hận rồi ban trưa giết người. Bệnh nặng lắm đó. Cảnh ác ư cái đéo mày, mà Phật đã nói rồi không có giải được ra. Không xin tắm nước ma ha của Bồ Tát hộ kia mà làm sao. Phải tịnh tâm, phải lắng lặng để lý Phật dồi trao. Để tâm mình niệm rồi Phật nào hiện ra hào quang Đức Phật vậy mà. Nếu ta đừng dơ bẩn thì ta quá ra sen vàng. Ráng nha đồng đạo anh chị em cả xóm ấp huyện làng, đồng lo tu niệm thì bình an chớ gì. Tu tâm dưỡng tánh máu đi, đừng suy nghĩ giận, đừng suy nghĩ buồn. Phải bỏ qua hết, vì đây là cái tuồng giả dối. Mình ăn cơm nè, uống nước nè, đi gần xa cũng sám hối ở trong lòng. Nếu mình làm sai với chị với ông, mình xin lỗi rồi mình sẽ mong đền đáp lại. Không phải mình lỡ tượng Phật mà lại cung bái, mình trao đổi với người mình làm rồi hối cải ăn năn. Ráng nghe bần sĩ sang bằng, ta còn thương đạo như dần trăng sáng người. Bần sĩ cầu nguyện Phật, cầu nguyện trời, có đêm đâu có nằm yên lặng được. Thấy cây đời còn hung, giữ tham thù hận muôn trùng, làm sao mà gặp Phật không đại hùng để tu. Bóng đèn trí còn mờ lú còn phức, bần sĩ nan nỉ người lập ráng chùi lau sạch đi, không có cái mùi mùi trần trượt, mình rút lui đi đồng đau. Đem mùi thơm của Phật đi ngạt ngào biết mấy, để ta để vào lòng rồi nhìn thấy sáng ra hào quang Đức Phật đấy mà. Do mình đã tạo thì nó sáng ra chớ gì. Ráng lẳng lặng, đừng sầu bi tối lắm, đừng ghen ghét thù hiềm đó.
Rồi mình tắm nước bùn, tha cho người đi, rồi mình được ung dung, đừng có dân người cùng mình nữa. Mình nói rồi thì trong mình đóng cửa, đừng để má sen vào để mình tựa gì. Sớm chiều lượng Phật mau đi, đặng rồi gặp Phật từ bi dắt về. Mình sĩ khói mã án danh đề trọng ghi bút, khói lam chiều nghỉ ngút tung bay. Ráng ngồi nguyện Phật Như Lai, con ơi thành Phật là ai vậy? Người là chúng sanh đó, là bá tánh đó, là đồng đạo đó. Ráng vui tươi. Mình người nhiều kiếp, nhiều đời nghe hôn, bây giờ đừng có bôn chôn. Ráng mà lặng lặng giữ hồn đặng tu, tu cho được thì diêm phù đã lấp mất. Mình tu cho thanh thì không có bệnh tật, bệnh nguyền. Mình tu mà mình biết nhẫn nại làm hiền, thì tránh lọ Phật thần tiên ban thường. Còn mình tốt thì cây bông đà mình dung dưỡng, nếu mình làm lành là huynh trưởng từ bi. Về nhà tinh dưỡng mau đi, đôi lời bần sĩ ráng ghi, đừng rồi ráng sống. Mình được rồi đó, mình cứu đời như Phật vậy đó. Phật đã dạy mình rồi nè, mình thấy rồi mình nghe. Hiền lành có Phật chở che, đừng cầu, đừng khấn thì sợ e tội nhiều. Cứ làm tốt đi đọc anh em, thì không biết là công đức biết bao nhiêu. Phật đâu có chứa, mà mình chứa rất nhiều không hay. Phật về ở chốn phương Tây, ngày phóng quang mà rọi khắp trần nay mỗi màng. Đang cố gắng đi, ngày lễ của Đức Thích Ca Tự Phụ, rằm tháng tư mà. Ráng nguyện chú kiên trì, con theo ngài, con học đạo từ bi, phải nhẫn nại những gì đều tha hết. Rồi nay mai mình đã có chết, thì tội nghiệp không còn, nó trôi hết biển khơi. Giờ này mình được thánh thôi, do tiên Phật độ, do trời thứ tha. Ráng tỉnh dậy nha, đồng đạo anh chị em, gần lại hay xa. Đừng nghĩ mình giàu của, rồi giàu nhà xe hơi. Thấy chưa, nó đến rồi chơi, mình lìa bỏ nó chiều mới không còn. Mình đi trước áo quần đó, hay cái ly, cái tách nó còn. Còn mình đang cầm uống, định buông nó, mình còn hay không? Hay là nhắm mắt lại đông đông? Vô thường cắt bỏ, mình ráng trong từng giờ, ráng hiển đạo, đừng có khờ dại. Không phải mình đi tới chỗ chùa hay miễu đình gì mà mình lại xói đầu. Biết Phật răng dạy dỗ đôi câu, ngồi bình luận là lý sâu mình đã. Mặc ai kẻ hung hăng nổ nạt, còn phần mình lo tú rồi, tự giác giác tha. Nhìn người biển thẳm được qua, nhận người thú đã không tha. Vào rừng nhịn nhục đi, để Phật được vui mừng. Phật ngài đã ân xá mà, đang trông chừng chúng sanh. Tại mình còn nảnh còn tranh, còn lo cao thấp, còn quẹo quanh sang vào, nắm không được đâu. Anh em bá tánh, đồng chủng, đồng bào, một giây một phút rồi mình nào cách xa chứ bây giờ. Còn lúa, còn là, còn tiền, còn của, còn nhà làm chi?
tạo nó để đục mát chút nữa đi. Để thân tàn này gửi lại rồi hồn phi non bồng. Hôm nay bừng sĩ buổi hơi trưa, chứ tinh qua sáng thì đã mơ hết rồi đó. Thì trao đổi với tất cả quý vị một chút để khởi đầu tới đây trong ngày kỷ niệm ngày mùng 8. Thầy sẽ trao đổi trong buổi tiết chiều này hoặc là buổi sáng tinh mai nữa xong. Thì tất cả quý vị dùng cơm ở tại rừng và cùng đạm bạc với thầy ở tại nhà tịnh tu trong một bữa ăn rất là nghèo, rất là thanh đạo. Nhưng nó đưa quý vị vào tinh thần, ý chí, nó sẽ giúp quý vị được có linh hồn thoải mái. Và ở đây mọi người, anh em rất trọn lành, rất lo đạo, chứ không có ai lo đời đâu. Nên như thế, thì thầy xin gửi, đây là giới đầu thôi, buổi chiều và buổi khuya nữa. Thì ngày kỷ niệm của Tự Phụ Thích Ca Bổn Sư, để nêu ra cho tất cả quý vị nghe một chút đó, để có một cái tư tưởng hùng mạnh để chiếm được cái khoa trạng kỳ này của Đức Phật cho mình. Để uổng người lắm nha, thật ra uổng. Mình ăn uống chi nhiều quá, vừa đủ no, vừa đủ ngon, vừa đủ béo nha. Rồi mình ở không nhiều nữa nha. Đó, rồi mình đi chi nhiều, có đi thôi. Rồi mình nghe cũng đừng nghe nhiều ha. Mình vắng bớt người đi, mình xa người đi, là gần người đó. Để chiếu cố vị nào được là mình trao đổi, mình giúp họ, thì mình sẽ gần bằng tư tưởng. Có bằng không, đừng gần nữa. Gần mua bán, gần làm những việc thì gần một chút để chia tay. Còn mình gần gũi mà mình để nằm ẩm, để mà mình để luống ai hoài thì nó sẽ thâm nhập vào, không được tốt đẹp. Mình thương bạn, giúp bạn, cho bạn ăn uống vì bạn thiếu sót, thiếu nghèo. Đâu như vậy chứ không có gì phải lạ nha. Thì hôm nay thầy cũng xin giáo đầu một chút, để rồi anh em ở trang trại này họp lại để lo lễ cúng của Tự Phụ Thích Ca Bổn Sư. Xin chúc lành hết tất cả quý vị nha. Nam mô A Di Đà Phật. Xin tiếp nối lại bài giảng mà nhắc nhở tất cả đồng đạo anh em của mình thì không có gì hơn. Cũng giờ nghe lời Phật dạy mình, để mình tu. Tu để làm gì? Giải thoát. Giải phóng có nghĩa là mình phải giải phóng đất nước của mình ở bên trong. Thì bây giờ Phật dạy mình hãy tu phải giải thoát. Phải giải thoát cho hết cái kiếp quá sợ, quá lo, quá buồn, quá đau khổ với cái kiếp lai sinh. Bây giờ mình trở lại đây đó. Thì bây giờ mình phải làm bằng cách nào? Ráng lo tu. Dạ thưa ông ơi, thầy ơi, bần sĩ ơi, hay là anh em ơi, chúng tôi đã có tu và tu rồi, tu nữa. Đánh đổi mà mình phải tu mãi, tu hoài thì bằng cấp mình càng lên cao cả thôi. Cũng như bây giờ mình có tiền, mình được 1 triệu, 2 triệu hay là 300-400 triệu gì đó, thì mình nghĩ là thì mình đã mòn mỏi và mình đã ăn hết, rồi mình sẽ xài xí hết cái đồng tiền đó. Mà ngay bây giờ mình làm tiếp tục mà mình quên đi, mình đừng có đếm hoài, đừng kiệm hoài. Cứ mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi ngày mình để vô thì nhiều ngày, nhiều giờ, tháng nó sẽ đầy. Mà nói nhiều mình không hay nữa. Còn sự tu của mình cũng vậy, không tính toán, không nói lâu mau. Mình cứ mài dũa cái tâm linh của mình, đừng để ràng buộc. Mình theo dõi, cũng như bữa ăn cơm, bữa nay ăn món gì, mai ăn món gì vậy đó, không phải thường được. Cho nên lời Phật dạy chúng ta đã bị cuồng phong, bị vô minh, bị tất cả ám mất đi. Cho nên mình đang chiến đấu, đang giành giật, đang làm một cách nào để lấy lợi cho đúng y lời Phật dạy, thì mình có phụ lòng thầy và Tự Phụ Thích Ca Bổn Sư Mô Ni. Nên này hôm nay là ngày mùng 8, trong đêm thôi, rạng mai, thì bần sĩ đã nhớ lại lời Phật dạy mà mình có, cái mình cũng có được rồi nè, chút xíu. Thì mình phải làm sao? Mình
thông báo lại cho tất cả anh em và năn nỉ và cầu xin và an ủi và nung đúc tinh thần cho một vị ấy cũng là cốt nhục của mình như thế để tu hành cho tốt đẹp và trở về với Phật. Vì chúng ta đã thệ nguyện với Ngài rồi, Ngài hết sức là cao cả, không thể nghĩ bàn. Được một vị Phật mà hướng tạo, hướng dẫn cho mình ngày hôm nay đó, thì dù Ngài không còn cái kim thân sắc thể của Ngài, nhưng Ngài vẫn còn mãi mãi. Khi còn chúng sanh, có ta thì sẽ có Phật. Nếu mình làm đúng, mình tu chân thật, mình mềm môi, nhẹ lưỡi, mắt ráo lệ, tâm không hàm chứa những gì suy nghĩ bất khuất, làm một chuyện nó không đúng với sự việc đạo của mình và tu của mình, thì mình sẽ ngưng ngay. Tâm linh của mình là đền thờ của Phật. Bây giờ mình cứ đi lên, đi xuống những con đường của mình. Tâm là gốc, ốc là ngọn, có nghĩa là tinh, khí, thần. Mà mình hằng ngày cái đức tin của mình, cái nguồn tin của mình rất lớn lao. Mình tin mình sẽ đắc đạo thì đắc, tin đắc quả, tin sẽ về Phật thì mình đã được về thôi. Vì chính mình phải làm, mình phải làm bằng cách nào. Ngày hôm nay chùa nhiều lắm, nhờ chùa đã mở rộng để cho tất cả mọi vị anh em Phật tử mình đã về chùa có duyên, thì các vị đi đến với tất cả bần sĩ cũng không muốn trao đổi nữa với quý vị đâu. Chẳng lẽ còn sống trên lãnh thổ này mà ích kỷ sao? Để tâm sự, để chia sẻ, để rao giảng, để khuyên lơn anh em của mình là cốt nhục. Đừng để mất mát, đừng để rẽ lối chia ba sẻ bảy. Ráng tu để đoàn kết, để gây lại cái quỹ tình thương, để mình làm sao cho nó xứng đáng rạng rỡ ngày mai. Vì người Việt Nam của chúng ta phải làm sao để lấy lại sự mất mát. Và mình đã bị quả nghiệp nhiều năm tháng, nhiều đời rồi. Bây giờ sắp tu hành thì nghiệp ấy sẽ hết, không còn nữa. Và thầy cũng xin mong tất cả Phật tử gần xa, lời nói này cộng lại là ngày kỷ niệm quý tốt nhất của từ phụ. Cho nên bần sĩ mới thiết tha nhắn gửi tất cả các anh em nào để về, để chung lo một bữa cơm, để kính dâng lên, để cúng dường tam bảo. Và bần sĩ tuy không được mạnh lành nhưng mà vẫn hiếu đạo Phật dương. Trong đêm nay thầy biết đang bệnh, chứ không phải là thầy trốn bỏ dạng đường. Nhắc đồng đạo đông phương hay tây bắc, vì trong buổi khổ muôn tàng này thắt ngạt, nếu các vị nguyện với Phật rồi thì Phật dắt mình về. Chốn này là biển khổ trần mê, ráng chút nữa rồi về an rành. Bần sĩ nói ở đây là cảnh Phật dạy mình rồi, mình ráng lánh đi xa. Ở đây là cõi ta bà, không vui đâu đạo mù xa thêm buồn. Tỉnh dậy đi đạo, để rồi thấy luồng gió thổi. Đừng tung bay tìm diện mối phản hồi. Tỉnh đi người, đừng để khổ đơn côi. Nay vất vả mai mình bồi lấy lời. Tỉnh để học, để tu đi dù xa xôi dịu dời.
ở tại khu rừng buồn thầy đợi đau trong. Mình tu phải hỏi hết lòng, đêm dâng cung Phật thanh trong mới màu. Mong tất cả anh em đạo sĩ dù ở nơi đâu, gian gành cuối bể đừng nào sầu âu lo. Canh khuya thầy đợi chuyến đò, bây giờ nhắc đạo ráng lo tu trì. Mình tu niệm đâu có gì xính được, mình biết hiểu rồi nè. Sự ngang ngược mình bỏ qua, đừng thù đừng giận người ta, để lo niệm Phật vậy mà cho xong. Niệm Phật ráng để thoát dòng tục lệ, mình niệm cho nhiều để làm mình một dũng sĩ nghe hôn. Tu hành không dội bốn chốn, ráng thuyền rắn định để giữ linh hồn hồi quy. Cả thế gian không có gì hết thảy. Bần sĩ đã nhắc nhở quý người, quý vị, quý ông, quý bà, trai, gái ở bên xa, hay là gần đây cũng vậy, kia mà sớm chiều ráng học để mù xa trong lòng. Mình học đạo phải chịu não nồng gai go lắm, cũng như lỡ dơ rồi mình phải gọi tắm sạch ngần, tắm linh hồn rồi tắm lại bản thân, cho chủ đạo rồi cõi trần này lui mất. Đức giới phước mình hiểu rồi dấu cất, còn chuyện ở Ta Bà này có mất không sao. Bữa nay bần sĩ thét gào mong cầu quý vị làm sao cho tròn. Mình không tu thì thôi, mình tu phải cố gắng nghe bà con, ráng gìn đạo lý như đứng trên hòn cao xa. Mong đồng đạo cô chú chị bà theo chân Đức Phật đó mà đừng sai, nghe lời Phật dạy ngày mai chúng ta tự niệm thì ai đổi bằng. Một, khi chưa biết tu là mình còn cọc còn cầm, còn thù còn giận mà, mình không hằng được đâu. Bây giờ biết niệm đôi câu, biết nghe lời Phật dạy thì đâu có còn tội như núi đó, còn mòn nghe quý vị, còn chướng ngại như biển kìa, nhan chút xíu cũng cạn ngưng. Mình tu ở biển, ở rừng hay là đô thị cũng không rưng rưng châu mài. Ráng cố gắng, nẻo trần ai mau lánh mất, ta ráng tu để giấu cất pháp nhân. Ngày mai Phật Pháp kề gần, giúp má mình đọt được hồng ân của mình. Ráng học, có ngày mình đi đến sân trình dự thí, ráng mà làm sao để mày trí sáng trung, không vui, không thịnh, không mừng, lúc nghĩ nào cũng giữ đừng rưng rưng châu mài. Mình còn sạch thể mấy ai cũng có, nhưng bần sĩ xin tất cả quý vị về đừng có bỏ nghe hôn. Bỏ thân rồi phải bỏ linh hồn, uổng đời mình bất hiểu với mẹ cha mình rồi. Ráng cố tu đi quả nhồi thay kệ, vì thầy chỉ cho trò bóng xế chiều qua. Trễ rồi ông chị chú bà, trì tâm niệm Phật Di Đà, nghe theo Phật giảng dạy. Mình tu đâu có nghèo giàu gì nữa, miễn mình sáng trưng đó, mình tựa bồ đề,
lúc nào Phật cũng cận kề, đưa mình thoát tục bên mê về miền. Ráng cố gắng đi bần sĩ, không còn bao lâu nữa đâu. Để nhắc nhở tất cả anh em huynh đệ bốn miền, đồng chung hiệp ma lực tu liền, mau mau nghe lời Phật dạy dồi trao, đừng bỏ một chút một nào uổng công. Dù làm gì đi nữa thì mình cũng phải làm sao cho tội lòng, để đáp ơn từ phụ đền sống quá trần. Không biết mình đầu kiếp ở đây không biết bao nhiêu ngàn lần, trăm ngàn muôn kiếp, mình có lượt lần được không? Đức Phật biết được, cho nên quá dày công hy sinh đạt ngay quá, để lại trần hồng ngày nay. Cố gắng tu đi, ráng miệt mài thêm chút nữa. Mình sửa từ nói năng nè, mình đứng giữa trung minh, sửa thân, sửa nết, sửa hạnh, sửa mình. Khi đi cũng vậy, khi nằm cũng sửa luôn, đặng mình mới được vào tuồng quá lý sự. Mình được vào cung đòi, mình được giữ ở liên hoa. Nếu mình theo quỷ theo ma, hay là mình ở cõi ta bà này luôn. Thấy chưa, Phật đã dạy thì Phật buồn lắm đó. Buồn hằng ngày Phật đã phóng quang, Phật ngó thấy mình đầy nhảy ba tánh chúng sinh, cứ trôi lăn mãi mãi dưới sình bụng nhân. Lớp thì thầy tổ mình ra lý, ra thơ, câu văn, câu tự hiện giờ siết bao. Mình nghe không chịu mê gào, mà mình còn cuốc còn đau làm chi. Nam mô hay chữ từ bi, nhờ ơn Phật độ con ghi trong lòng. Xong việc thế đó, về với thầy nhớ không, về Bá Tòng Sơn Tự ngồi thiền tu tham dự non đòi. Về đi trò, bỏ cảnh trần ái, đừng liếng nữa chua cay mặn đắng. Ở nơi đây làm sao mình nhìn trong trăng, mình nhờ Phật dẫn dắt mình về, rồi hiểu đặng chân như. Tu hành phải giữ đại từ, vô biên vô lượng phước dư nghìn trùng. Ráng cố tu đi, để hợp cùng hiền hầu. Cũng như cây lành kìa, hai miếng đất kìa, chim về đâu đầy thôi. Quả tươi thơm ngát đây rồi, người mình cúng Phật đừng để tanh hôi Phật buồn. Ráng cố gắng, đừng để lệ tuôn đạm chảy. Miễn mình nghe Phật rồi đó, mình đừng cãi, mình cứ tu, cứ mài, cứ miệt công phu sớm chiều, rồi đạo bước ngao du non tầng. Thì hiện giờ mình ở tại trần, nhưng cái hồn của mình đi về đến rồi đó, về gần bồng lai. Mình đâu còn hưởng cảnh trong gai, hay là sỏi đá bữa mấy ngày nào. Như thế thì quý vị nghĩ như thế nào? Ráng mà tịnh dưỡng làm sao vui lòng. Mình nói nhỏ, mình biết hết thì Phật ở bên trong. Mình làm việc trong trắng thì cõi lòng mình hơn. Như bây giờ mình đã đạm quên, đôi lời Phật dạy có tuổi tên rõ ràng. Đang cố gắng từ nhịp nhàng nha quý vị. Thầy thương trò, thầy quyết chí thành công, để đem tấm thân đem hết cả tội lòng cho quý vị, để đền sống quả nghiệp. Nhưng thiết tha ơi, mong cầu ai ráng tu cho kịp, cũng như thầy giờ con bìm bịp kêu sống.
Kêu đi nước lớn nước rồng, kêu hoài kêu mãi rồi đứng trong một mình. Quý vị thương chưa? Thương bừng xị chưa? Đời ngày mai ra chốn y sinh trình, trò dự thi thầy chấm điểm mi cho mình chớ ai. Khi còn ở trình tục á, để lỡ lây thầy đang tra khảo đảo hằng ngày sợ hư. Con ơi đừng có chín mười đùa chen chi nữa rồi hoại hư đạo thầy. Đây là chốn bùng lầy chớn mình đã dậm. Thầy nói với con rồi, đến thầy rồi đừng có trình bẩm làm chi. Cúi đầu nhận tội mau đi để con sám hối từ ly từ giờ. Tội đầy nhảy đó, lấp như bờ như bãi vậy đó. Mà mình không nghe lời Phật dạy mà lại cãi, làm sao nên? Lời thầy chỉ dạy lại quên, lời kia Phật dạy rồi rỉ rên rối cuồng. Nếu mình trễ nải đó, đất thảm nè, rồi trời buồn nè, ba bên bốn phía loạn cuồng như nhau, như đờn rã nhịp từ tao, làm sao tồn tại mà trong mau bớ tròn. Đang cố gắng đi, góp sức để âu lo, cùng thầy hiệp lại rồi giàu to đức lành. Dù xưa kia chú con ở cuối bãi hay ở đầu gành, bây giờ lĩnh Phật mình cam mì đành, cách ngắn nhưng gần rồi như gió gần trăng, như mây không được an rồi chỉ hằng ở đâu. Răng cố gắng bình sĩ chỉ nói đâu câu như thế, vì sức đã mòn mòn rồi mà đâu có kể lễ như ngày xưa. Tỉnh đi quý vị sớm mi trưa, đò thầy còn chờ đợi bến sân thưa. Con về chờ mãi mãi bút đề còn ta, kêu vang lên thấu tới sa mạc quan du. Quỳ lại trời lại Phật cho chúng sanh tu, tu cho được đừng cần cù nơi thế nữa. Tu đi con rồi bồ đề mình tựa, tâm như thước ngọc đền vàng thầy đã hứa không sai. Mình tu tháng lụng canh dài, tu mãi tu hoài thì đắc đạo kim thân. Giờ thanh tịnh nó rừng thần này thầy nhắc đạo, nước mắt thì rơi đó trò. Thầy đang am khảo đạo tiên, tỳ cơ ứng biết tại miền thiên quá độ vô biên. Nghe trò ráng cố gắng đi, lời thầy dẫn dò chú đáo. Mình đã mang cái danh là người đạo, phục hồi quy y Phật Pháp đã rồi thì mình đừng trời một phút chịu quả nhồi vô biên. Dù sao đi nữa cũng phải ráng làm hiền. Mình than buồn là mất mát, thà mình mất của tiền không sao, để mất đi một tế bào, một tâm thanh tịnh, một linh nào tử nhân. Đừng để mất thần mất khí, thà chúng ta mất vàng tỷ bạc muôn. Con ơi đừng mất cội nguồn, đừng làm đất thám trời buồn tội thay. Mất cái gì cũng được hết, nhưng đừng để mất ai hoài tư tưởng, đừng để mất lời Phật dạy hằng ngày nè, mình sung sướng vô cùng. Than ôi đừng có lạnh lùng, lúc mi nào cũng được trùng trùng bên trong. Ráng tu hành trong lòng mình cho đẹp, ngồi nghĩ si mình dẹp lòng ta, thì Phật chính mình Phật ở gần chứ Phật chẳng có xa. Đừng cầu khẩn làm chi nữa à. Nghe chu đáo rồi về quả trả,
ráng chịu đựng một hồi rồi cáo giá nghe hôn. Con quỳ lại Đức Thế Tôn, lại thân từ phụ ru hồn chúng con. Mình là người đạo hiếu, ráng cho trọn phận sự. Mình người đạo tiên thì mình được tham dự liên đài. Mình người đạo của thầy thì thoát tục trần ai, về cực lạc hưởng qua đài sen đua nào. Đâu ở đi chi mà hằng ngày gieo nợ, cứ gieo mãi mãi rồi hoài rồi trỏ nhớ hay không. Nợ thì đã hơi chất chồng, nợ cũ không trả dài thêm nữa kìa. Thấy khổ cho nên bần sĩ thức dậy cánh khuya, ngồi buồn năn nỉ rồi đĩa nĩa ai giờ. Kêu với giấy mực, với bút tờ văn tự, kêu Đức Quan Âm ơi, con không được giữ mi rồng vì thương chúng sanh quá. Hỡi não nồng sợ mất giống mất dòng hồng la. Phật đó con đi con tu hành giải thoát, nhưng con muốn ở lại với người chút lát không lui. Vì người con mãi bùi ngùi, con về cực lạ con vui sao đành. Lại Phật độ ba tánh chung sanh khỏi bị, làm cách nào cho họ sáng trí thông minh, để họ nay mai họ giữa cột hình, để trở lại bình minh nơi tiên cành. Đừng có hẹn ngày nào mình rảnh, ráng lướt dẫm đi người rồi thỏ lãnh phép tiên. Tu hành như thể người điên, điên tiền, điên bạc hay điên phiền, điên lo. Cái này không phải vậy đâu, cũng như bần sĩ điên. Điên để nhờ Phật ban cho, điên kinh, điên kệ rồi điên lo học hành. Kinh dưới sự xui kinh năm tháng, học mãi mãi hoài bần sĩ đâu có chán quý người. Mong làm sao phước đức được ân như mong quý vị, quý người thành Phật hết. Nghe lời Phật dù mình có chết bỏ một kiếp này rồi, mình cũng hết lai chi. Vì mình học đạo từ bi, nghe lời Phật dạy cứ đi ngay đường, làm việc thẳng, gieo tình thương bác ái, làm việc hiền để mình rải khắp trần nhớ. Tâm linh phải nhớ tôn thờ, phải hy sinh giúp chúng, vậy thời mới sống. Nếu nghe lời Phật dạy đó, không làm chúa, không làm ông, không có gì mà đợi rồi hoài mong nô đùa. Nếu nghe lời Phật dạy đó, không có hơn thua, không nói cao, không nói thấp, rồi không có ai vua nịnh thần. Nếu nghe lời Phật dạy cũng rộ rộ rần rần, ráng mà trầm lặng tu thân đắc thành. Nếu nghe lời Phật dạy đó, không lợi không danh, không nghĩ còn rồi nghĩ mất phần ránh, làm gì tu hành cứ dội tu đi. Đó là lời của tiều phụ cho ni mình nhờ. Ráng anh em cô bác, mình đắc đạo cũng như phất một lá cờ, vinh quang đoàn tụ hiện giờ. Thấy chưa, tu hành không sớm thì chưa, làm sao cho đắc quá để vẽ mây mưa hồng trần. Ráng đi tất cả anh em đồng đạo, dù xa hay lại dù gần, nghe đạo sĩ bằng khùng khiệu mà nên. Nhớ rằng lịch sử đừng quên, nhớ câu Phật dạy là nền đó nghe.
xuân qua sắp tới mùa hè, thấy chưa thầy thấy sợ e cơ cầu. Lý của Phật đi sâu thâm thầm, ráng mà tầm mà gẫm mà tri. Đừng nên nghĩ chuyện sự gì thì là mình đắc quả từng khi trong lòng. Nghiệp nợ trả cho xong thì mát, mưa có phong không tạt dính mình. Trả nghiệp đời dù phải ăn xin, đi khóc thật thì bình ngày đã dài. Dù mặn lạc dù ăn gì không hại, mình ở tại dương trần này không lại bãi làm chi. Chắp tay niệm Phật mau đi, để rồi Phật lại cứu nguy cận đời. Phật độ hết á, để mình thảnh thơi muôn mạnh. Nhưng mà không cứu những người mà ngoan cố lợi danh. Vì Phật đã nói Phật chẳng phân ranh, còn mình thì giữ hiện có đó thì phân ranh rõ ràng. Ráng cố gắng hàng hạ lót lót, nếu mình trong sạch rồi thì mình đã xuất hiện hậu an. Tâm linh mình có rõ ràng, đừng tìm đừng kiếm trên đàn làm chi. Ngồi thuyền niệm Phật mau đi, thuyền không niệm Phật rồi nguy trò. Còn niệm Phật mình không có lo thuyền đâu, mình không có tĩnh lặng chơi vơi nỗi niềm thì mình đã giàu ở đâu. Ngày nay Phật bắt nhịp mi câu, ráng qua cho khỏi lừa lưới sầu trần nhớ. Về đi đạo mình còn khờ dại lắm, ráng tu đi để xin nước tắm của trời. Nước ma ha rất tuyệt, trời ơi, ráng xin được tắm thời mát mẻ. Nhưng mà bần sĩ biết nước đó chính mình tạo mà, mình lọc mình lừa sạch sẽ. Mình nói nhỏ nhẹ dơ đời là mình chưa nước từ bi. Mình làm ra lẽ sự gì đều là hiền hậu không nguy nước trời. Nước chính mình lọc đó mà mình không biết, bớ ngựa ơi. Giang nguy không mì sợ trong đời không lo, không tham không lận không xin cho. Một mình một phi hạn rồi giàu to một mình. Phải đang cố gắng mình lập cái chương trình để mình thi quấn. Mình tu hành phải đứng vững nghe chưa. Giữa trời đông mà nè, gió bất mi mưa, làm sao tành ai ngăn ngừa được chớ. Còn mình học đạo ai người nhắc nhở, mình nghe lời Phật dạy đi trò. Đời đảm chớ đơn say, cuồng phong hỗn loạn đêm ngày. Mình cứ miệt mài ánh đạo sáng trưng. Mình không có vui quá mà mình cũng chẳng có mừng. Bước đi đi tới mình đừng dừng nghe hôn. Ráng tu gội rửa linh hồn, để về cõi Phật hướng bồn liên hoa. Phật gần mình đó, không có xa nha quý đạo. Cảnh thiền môn nè, chớp nhoáng kia kìa. Mình bơi đi hay lội được bên kia, mình nhất định thì mình được về nơi cạnh ấy. Nhưng biệt tâm tích giờ này không thấy, vì mình đã mê rồi, mình xá bảy gai trong. Tại mình nghĩ chuyện mình mong, tại mình nghĩ gió nghĩ giông nô đùa. Chứ Phật dạy mình không có hơn thua, không phải đến chùa mình mới được tu. Dù gốc cây gốc cối cũng vẫn công phu, dù nghèo dù khổ cần cù cũng trâu. Phật nói
tiếng Phật ngọt ngào, để ru hồn mình cảnh tỉnh, để vượt đề lao mà về. Bần sĩ than ôi khổ lắm, mãi đam mê bụi trần còn chất chứa, làm sao về bồng lai. Con ơi tính dậy trong ngày, có thầy chờ đợi mực mài vẹn biên. Cuối mùa rồi mà thầy còn đợi chiếc thuyền nơi bên ấy, sóng trần kia nè, thầy thấy cũng ghê. Nhưng phải hy sinh để rước đảo trở về, bấy lâu nó ở tề ở sờ. Nay bình minh con chịu về trả nợ, thì ráng bước lên đò thì chở qua sông. Dù cho mệt mỏi đau lòng, thầy cũng hy sinh giúp chúng, có nào nồng gì đâu. Ráng tỉnh dậy ngôi hôn đạo, để canh thâu kịp giấc, lên đò tiên để mất kiếp này. Thấy quả địa cầu trái đất đang quay, đang thay đổi để sửa đò tiên vũ trụ. Đây sắp tới rồi ma la quỷ hú, trên cõi tục phàm này cô chú lượng phân. Đừng xa rồi lại đừng gần, con ơi đừng tạo đừng cần, làm chi một ngày một bữa vậy thì. Con mi no tu tịnh không nguy tới giờ, một bữa cơm trưa cũng được nữa. Đừng có hững đừng có hờ, Phật dạy mình đừng đòi hỏi mà. Rồi trễ giờ làm sao, vô thường không thấp không cao, không đợi mình nói mà không lâu mau bỡ người, nó sẽ cướp mất trung phúc hiện giờ. Mình ráng tư tình rồi mình chờ đợi ai, buồn cho ba tánh gãy trời, cuối cùng không biết đắng cay kia kìa. Tại sao đò đợi không về, buồn cho thế sự bên kia sang giàu. Miệng kêu tay quắt ác ào, thiền tiên còn đợi chưa ông nào còn neo. Tại sao người mãi còn gieo, không lo rồi kiếp kiếp rồi đi theo ông về. Ráng cố gắng đi sở tề về họp hết, nếu mình trễ một chuyến này rồi mình chết làm sao. Ai cứu mình để thoát tục mau mau, ai vớt được mảnh thay trào trên mặt nước. Về đi đạo ráng mà làm phước, để dọn con đường đưa về được vinh quy. Buồn ai ta nói vậy thì, buồn đời đơn khái thì kia kìa. Đơn kêu mai mốt chưa thấy gì, không còn mà ở nữa rồi cách ra chia chưa phạm ở đời. Đơn kêu bụng rụng bời rồi, tai nghe mà văng vắng chưa đổi đời làm sao. Đừng kêu ai thấp ai cao, sống búa ba đào rồi lại biết thân. Đừng kêu xa lại chưa cũng ở gần, đừng kêu mà ông đỏ chưa sĩ bằng là ta. Đừng kêu thiết thiết tha tha, ông đâu có cửa có nhà gì chi. Lên đò lặn lội phương phi, đi nam đi bắc đi thì đông tây.
đừng kêu tao lại cùng mày tới đây. Rồi nó quay nó rầy sợ ghê, chưa đòn kêu cho tới 5 giây. Chắc rằng mà thay nổi rồi ê ở chê thảm thái, chưa đòn kêu ông lão chưa ra bài. Ở đâu mà không thấy chưa hẳn ngày biệt tâm. Đừng kêu lão đến lão thăm, mượn thay mà thấy xác đặng tầm đó đây. Chưa đừng kêu sắp phải chưa đứt dây. Đừng nói tao mày mang tội nghe chưa, đừng kêu sách ba nổi mây mưa. Tại sao hung dữ rồi không mà chừa bớ dân. Đừng kêu nổi giặc chưa rụng thần, đây rồi tội nghiệp chưa tạo tầng sanh nhai. Đàn kêu có một không hai, đây rồi phụng múa rồng bay ai nhìn. Đàn kêu sấm nổ chưa ịnh nhân tài mà tu niệm chưa đóng trình được coi. Đàn kêu sắp mất vàng thôi, kể chi rồi giống lại vớ nồi làm sao. Đờn kêu ai thấp ai cao, máu hận còn trào vàng của chưa tiêu tan. Đờn kêu đừng có ngụy trang, tụ cho tốt đẹp lãnh trang phán hồi. Đờn kêu sự việc chớ đến rồi gian nguy, rồi mình hưởng rồi mình ngồi chết queo. Đờn kêu dân phải chịu nghèo thấy phơi, mà chật đất như bèo trôi sông. Đờn kêu khắp cả Tây Đông ai nghe phải ráng, rồi chị ông chưa phải ngừa. Đờn kêu dân chúng thất thưa, tại vì ăn nói bái bừa làm sao. Đờn kêu chửi tới trời cao, lấy chi mà tồn tại mà sống mà coi chứ hội trời. Đàn kêu bụng rúng bời rời, bần sĩ mở lời ai biểu chưa nói gì gian. Tiên ông đạo sĩ chưa rõ ràng, họp mi cùng mà ông lão chưa tràn phán nghe bủ đài. Đặng mà xuống chốn trần ai, sinh qua mà thượng đế chưa nhiều ngày mới lâm. Đừng kêu trăng chẳng mọc rầm, đổi đời đã đổi hết chứ ở thầm nghe chưa. Đồn kêu sẽ tới chứ mấy mưa, nói cho mà bả tính chứ ai chưa thồn lai. Chưa về nhà tỉnh mộng đừng say, bỏ đi rồi thấy chứ sao mai rụng rời. Đờn kêu Phật Pháp ra đời. Tinh thần rồi trò thấy chứ đổi vời như sao.
đơn kêu còn biển dũng ao. Coi chừng mà sập mất làm sao mình còn, đờn kêu tiếng nổ chưa quá giòn. Sấm trời giang dậy rồi mình còn được không? Đờn kêu đừng có đợi trong nghe đi bần sĩ, khiến lòng tu tiên tới đây gặp sự chứ không hiền. Mình tu mình chịu đựng chứ khích liền không sai. Tu mới sống ngày mai gặp Phật, tu mới nhờ báo vật trân châu. Mình tu mình biết đâu đâu thì rồi mình hưởng sòng nấu tháng ngày. Tu đi chúng ngày mai khổ lắm, tu là giờ gọi tắm bên trong má nước tình đầy lòng Phật bà mà cứu thế thanh trong nghiệm màu. Không có tu đừng hồ sống sót, không có còn dịu ngọt như xưa. Tỉnh đi mọi việc mỗi chừa, đừng ăn dơ nói bay bừa rồi tội mang. Giờ thanh tịnh lĩnh trang thì dần mang suối lòng quần nắng lâu rồi. Tỉnh cơn ác mộng đây thôi, con về suy nghĩ con ngồi rồi tu. Ngồi thiền đạo mặc dù là khổ, như lên đò đổi chỗ chưa đổi ở nơi. Lên ngồi nhất định thầy bơi ông già, ông khổ tới bơi từ lâu. Con phải ráng não sầu chút nữa, thông cảm giờ Phật cá lửa chưa người hiền. Nếu ai con giống rồng tiện thì giờ ráng tịnh mà ráng thuyền ráng tu. Tu qua được diêm phù địa ngục, Phật đem về kết thúc liên đài. Tu hành thoát tục trần ai, con ơi phải ráng chưa nhiều ngày đừng sai. Tuy ở cửa ở nhà như thế, toàn lầm mu lầm kế đó thôi. Ngày mai mình bó về rồi, xác thân mà nhục phải có bồi được đâu. Ăn mặc đẹp sống lâu ha đầu, ăn chơi nhiều rồi giao đó đây. Quên ơn Phật lại quên thầy, làm sao mình biết mình gầy chưa đức ân ngài. Năm tháng chưa sĩ bằng kêu ở reo, mình còn chê tròn méo như như. Tới đây phúc giáng mỗi người, thầy về tiếng cảnh yên lành rồi. Bỏ chúng chúng sanh ở lại, xưa thầy còn không đất để nghe, hãy xin trời Phật chở che. Thầy ơi mà cứu trẻ chưa mùa hè sang ở quá. Thầy còn đây thiệt là cao đẹp, đến gặp thầy thầy phủ dẹp cho. Ráng tu đừng sợ đói nó con ơi, biển thẳm chứ rồi ở gò phải ở lăn. Về sớm kể chiều hằng niệm Phật, bỏ hết đi tài chất xa hoa. Sau này chỉ có mình ta thì mình đắc đạo rồi, lúc qua mình nhìn
Nghe lời Phật niềm tin phải có, nghe lời thầy rồi ngó rồi coi. Đừng nên bắt chước cỡ dối về dài, má tổ chứ giống ở nồi nguy cơ. Con ơi con trễ giờ rồi đó, lẽ nào đâu ngồi ngó đắng nhìn, nay mây sắp nổ ình ình, quỷ thiêu mà quỷ mị chưa tà đình. Con ở đâu ba tiếng sấm gục đầu hết rau, linh hồn kia đầu cáo được không? Nó thành nước dậy minh mông, nó tan để cho bụi còn không chưa bớ người. Giờ còn sống vui tươi tay chấp, mau đi người đang gặp Phật hiền. Thật là vô lượng vô biên ngày nay, thầy vẫn chờ đợi miền Nam Phương. Về đi đảo từng trướng xét xử, về đi trò danh dự ngày mai. Nam bang sau lốt lâu đài, về đi quý vị ngày mai rồi thường. Về đi con qua mương trần khổ, nước Nam đường giác ngộ thánh si. Có thầy chờ đợi không huy, bến đò còn đó ráng đi trở về. Đưa quý khách muôn bề quần, nặng như ráng tù biển vắng xa xưa. Dù cho gặp gió gặp mưa thiền từ, lướt sông đặng đưa người lành. Lượng vàng hôm nay rất là buồn, nhớ ngày năm tháng lễ trào tuôn. Ta là bận sĩ thân trơ trọi, chỉ nhớ chỉ thương tiếc cội nguồn. Bệnh tình trần trược ta đeo mang, bệnh của ai đây bệnh trần gian, mà người không biết đang cười cợt. Ta chịu nhiều điều quá gian nan, biết được ngày mai đổi hết rồi. Đổi trời, đổi đất, đổi dân ơi, đổi hiền, đổi dữ trôi ra bài, hiền hỏi tồn lai, lại đò về. Tỉnh cơn ác mộng gặp thầy mình, gặp ở nơi đâu gặp ở đức tin. Muốn gì có nấy mình không biết, cứ để bên ngoài lại cầu xin. Ta không có ở ngôi trời, xuống miền mà lặn lội, chưa vậy thời đó đây. Đi đông rồi lại đi tây, đi nam đi bắc, chưa giờ này hỡi ơi. Kêu lên ba tiếng cái đời, không nghe rồi thức tỉnh, chưa giữa giờ chìm sâu. Nghe bằng sĩ đôi câu lượm lặt, nghe tiếng ông dắt cho về. Nghe lời Phật dạy đừng mê ráng tu, rồi tựa chưa bộ đề đắc thân.
Đừng nghe tiếng hồng trần quyến rũ, đang nhớ đi quê cũ nơi đâu, nơi miền cực lạc chớ đâu. Trở về mà quê quá không lâu nghe người. Đừng hơn hở vui cười, giả dối vui bên trong gỡ rối được mừng. Ta vui ta thấy chưa trời ở hừng, thấy thuyền mà ông lão chứ tính mừng bơi qua. Tỉnh để biết nhàn ca sắp ba tới, tỉnh để coi thế giới loạn cuồng. Từ đây đất thảm trời buồn, biển kia mà giang động chưa rừng buồn ngã cây. Đừng chê vợ chê hay mang tội, công của thầy lắng lỗi vong bài. Lại khuyên Đức Phật Di Đà độ cho mà bà tánh chưa nhà nhà hồi tu. Còn chỉ có công phu tồn tại, đừng si ai giải cho ai khờ. Tiền ông đã nói bất ngờ, thầy mình đang đắp cái bờ mình nó qua. Đừng hát bản nhàn ca giả dối, ráng lúc mình sám hối mau đi hỏi ta còn chút nữa gì. Ta đang mà khám phá vậy thì bên ở trong hỏi lại ta tấm lòng có đạt có hiếu không, mục mạc vui tươi hay là hiếp đáp mỗi người, hay là tên xấu móc bươn cho người hiền. Hỏi lại ta biết liền tha sự, đặng rồi thi đắc cử như ai. Tâm ta đừng có ai hoài, ráng mà tu tỉnh chuyển lại Phật trời. Hỏi lại ta ngọn cờ ta xiết, tu hành kia này niết thảo quá trang. Đứng đi cũng được đàng hoàng, nằm ngồi cũng vậy, như vàng như ở muôn. Khổ cách mấy không buồn không mê chán, tu nhiều ngày năm tháng đừng rồi. Dạo kia mày riết vậy thôi, dù cho cứng mép cũng thôi, bén thôi chịu trì trí con ngồi thêm nữa. Cũng như ta nhúm lửa trong lòng, quả kia không chịu đành sông, làm sao con được mây rồng hội quy. Giờ thanh tịnh thầy ghi đó chớ, đừng để làm rồi lỡ nghe chưa. Bảo dòng sách tới đang bừa, về đi rồi chờ đợi sớm chưa coi gì. Muốn câm miệng lại đi đừng nói, thầy đâu giờ thầy bói kiếm số. Con ơi thầy đã dạy tu họp cùng mà các đấng công phu cõi trời. Mấy tiền lão giấy thời rơi lệ, đâu nợ ngồi chính bệ câu sang. Tâu quá thượng phủ chưa vậy mà, Ngọc Hoàng thịnh nổ chưa rầy rà biết bao. Muốn vô sổ bắt tàu cho nghe rành, để sống chi lập cảnh giả mang. Tội thay cho chúng trần gian sinh ơn mà đại đức
chưa ngọc hoàng cho đi. Xuống ra pháp ra thi quần quá, còn quần âm phổ ta chứng minh đường bà bay khắp cả đông phương, tìm căn của Phật chứ về trường học chấm. Đức Di Lạc âm thầm đi kiếm ma, nếu cần tiên không hiếm đức ngài, còn ai ma quỷ ngày mai, ngày sau xuống biển ngày đài rừng sâu. Cho chết hết còn đâu lập quốc, để làm chi chật đất chật đời, từ đây bủng rủng bồi rời. Thầy đã tới đời sao nói gì ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài gia hộ cho chúng con bất hiếu, chúng con đã mất mát nhiều lắm rồi. Xin Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngài ân sủng ân xá cho tất cả chúng sanh, chúng con đồng đạo. Ngày mai là ngày mùng 8 tháng 4. Nhớ lại tất cả mọi vị anh em quyết chí tu hành và ta có thiện nhân, thiện tâm để quay về nơi khu rừng vắng vẻ, chỗ mình chỉ đang lập lại một cái ngôi nhỏ, để cho tất cả các về đây để nghe, để thấy, để hiểu, để sửa đổi, để tu tập. Vậy thì thầy cũng không biết nói gì hơn là cảm phúc và mong tất cả quý vị phải tiến triển, phát huy tinh thần, biết rằng bây giờ những cái bệnh nó đe dọa tất cả, thầy cũng bị, vì ở cõi này thì mình sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng không sao đâu, ráng cố gắng phấn khởi một niềm vui. Chúng ta đã biết được, chúng ta đã còn nghe được dần dần tiếng Phật dạy như sao, mình không làm ít làm nhiều, không làm nhiều cũng làm ít, mình sẽ bền chân của Đức Phật, vì đầu chân của Đức Ngài đã dậm, đã thoát, đã đi trên mang dạy cỏ, để đi trên sông núi, rừng sâu. Thì hôm nay mình phải ráng cố gắng, vì thì rất vui vẻ mà mừng cho tất cả các đồng đạo. Bao nhiêu đây thì nghĩ như là 100 vị. Sự cảm ứng và biến hóa bên trong của thầy như là 100 vị đạm bạc muối dưa cùng chung lo chung thủy. Thầy mong hết tất cả sau này quý vị sẽ đồng tụ ở tại hậu trường của Đức Di Lạc Dương Phật Tân Dân Thánh Đức ở miền bảy núi vàng của Thiền Cấm Sơn. Thì xin kính thưa quý vị, thầy xin tạm ngưng. Trưa mai đừng dời, để cho tất cả các vị nghỉ đi. Buổi trưa mai mình qua là chưa dùng cơm, khoảng 9 giờ thì thầy mong tất cả quý vị về nhà tình tu, hoặc là thầy cho quý vị những cái trạm này trạm kia đi đi đến đó, đi gặp thầy để trao đổi thêm. Vào phần thầy cũng không được khỏe, bữa nay là phải cố gắng để mà phấn đấu để dành lại một chút kỷ niệm, chứ nếu không thì thầy không có được bình minh như ngày trước đó, như thế. Nhưng mà sự hy sinh của mình đừng nói, mình nói là hết rồi. Ở đây là Phật không nè, đó thấy chưa, Phật không đó, tiên không đó. Tại vì quý vị mà muốn rồi đó, quý vị lật tập ra học thì thành đó, như vậy. Nhưng mình bị nhiều cái hoàn cảnh, rồi bây giờ mình đừng tạm dừng hết đây đi, uổng công lắm, nói nhiều cũng uổng công, làm nhiều cũng uổng công, mà mất mát đi cái nguồn sinh lực của mình. Dễ gì mình thanh tịnh trao luyện được con người mà mảnh mai như thế này, tốt quý như thế này, tai còn nghe, mắt còn thấy, mũi hử lưỡi nếm, thấy không, không có được đâu. Họ đã mất mát, mất cái tai rồi, mất cái chân rồi, méo miệng rồi, mất bộ não rồi, thấy không, quá chừng. Thì quý vị thấy khổ không? Còn bây giờ mình còn kịp thời giữ lại, cũng như là mình có của đó, đằng kia nghe trộm cướp quá, thì mình nghe rồi, mình biết rồi, thì của mình đem mình giấu, mình giấu cất, chứ mình hững hờ thì mình đã mất nữa. Còn sự tu đó
Bây giờ mình biết được rồi là mình ráng tu, mình tu cho tốt nè, ăn thiệt nha, nói thiệt nha, làm thiệt, không sợ ai, sợ làm lỗi mình sửa không được, sợ mình tu không tốt. Chứ còn trên đời này mình không có gì sợ hết, anh em nhau mà, cốt nhục nhau mà, có cái gì thì mình thông qua, đâu có gì mình sợ. Thì ăn cắp ăn trộm thì mình bị tội tù thôi, còn nếu mình không có gây án thì đó cái gì mình sợ đâu. Mình ai hoài sợ sệt, sợ con tôi lớn đi rồi nó không đi làm gì hết, nó làm biến học đấy đó, sợ gì. Thì hiện giờ mình đã nung đúc tinh thần, mình huấn luyện nó, hiểu không? Nếu mà nó không thành tựu thì mặc nó, thì mới đáng chịu chứ. Thì ông thầy giáo ông kèm ông dạy, rồi cha mẹ nữa, phụ huynh học sinh dạy nữa thì không được thôi. Còn mình tu cũng vậy. Bây giờ mình cứ đến mình hỏi ông sư phụ mình, hay là mình hỏi đại đức thiền sư hoài sao, ngài nói một hai câu là mình đã hiểu rồi. Đó là mình có nhiều đời nhiều kiếp đó quý vị, về ráng cố gắng để sang ta cười nè. Các nước nó qua đây nó thành Phật đó. Tại Việt Nam mình, tại núi vàng mình, tại địa phận đó, chấm điểm. Thấy không? Chấm điểm, chấm thi đó, không có nước nào thi hết đó, chỉ có nước Việt Nam thôi. Thì quý vị nghĩ là mình ở gần bên trường thi nữa. Thấy chưa? Nó phải bay về, phải ở đâu, phải vượt núi băng băng biển rừng đó đi về. Sau này Việt Nam mình còn có một cái chùa thôi quý vị. Cái chùa thôi. Một cái chùa đó, máy bay nước này nước kia, ai muốn về thì về. Một cái chùa một thôi chứ giờ không còn. Thì giờ thầy thấy chùa, dạ thưa thầy, cỡ ức triệu dễ thầy, nhưng mà sau này gom lại nhà chút chút gom về hết, chỉ có cái nhà lớn thôi, một cái chùa thôi, vĩ đại của Việt Nam. Quý vị nghĩ như thế nào? Còn không thầy, còn chứ. Việt Nam sau này danh dự, danh giang bốn bể nè, thấy không? Nhân tài nè, thiên tài nè. Đó, như vậy thì quý vị nghĩ như thế nào? Người mà làm không được sao làm được? Người là cái trí nó bị này cái nọ mà cố gắng tu sao nghe được, sao sáng được. Còn người mà cái tai đi á, bị vậy nè, nhưng mà họ cố gắng họ niệm Phật, họ niệm cho tan, cho trên trước, cho cái thân họ được Quan Thế Âm Bồ Tát đổi lại, hiện thân hóa thân thành thần, họ hết cái tai quẹo quẹo. Dạ thưa có không, thầy nói à, nói dốc, thầy nói dốc, thầy nói kỳ dân ơi, thầy nói dốc lắm mà nhớ không? Dạ, cười mà cười hơ hơ thế nè, nói dốc là nói cao đó, chờ đợi đi, không sai đâu à. Đuôi thấy đường, công nói chuyện, ù ớ, sẽ nói rảnh ràng. Đó, thì đổi đất, mình là cục đất cái gì? Nha, đổi đất mà, nghiêng trời đổ đất nè, đổi đất, thì mình là cục đất nè, đổi luôn cục đất này luôn. Rồi có thể là các vị nào mà tu quá nhiều rồi, rồi đắc kim thân đại thế bay luôn về thiên, chứ không có phải mà bỏ cái hệ thống. Kỳ này đắc đạo cao lắm quý vị. Nhưng mà khó, mà đắc đạo đắc quả rất là cao, điểm rất cao. Ráng học cho giỏi. Vậy là bỏ hết đi, cậy, đâu có sao đâu. Mình bỏ mình đâu có đi đâu đâu. Nhưng mà đừng có lưu luyến cái trái này, đừng lưu luyến cái này, nó bể ngồi chắc lử, rồi muốn khóc rồi thiết riết tới sáng đêm, không có, bể thôi. Nó cũng vô thường đó. Nói vậy đó, nó có gì đó. Nha. Thôi thầy xin chúc lành chúng con nó hôn, ráng cố gắng để rồi dễ thương chạy xuống chạy đành, không sao đâu, Phật độ. Chúc cho cô khỏe nha, khỏe nhiều nha. Đó, tốt lắm. Đây vậy đó. Thì cái vị trí nào các chị cứ ngồi đi để nghe. Giờ thầy nó như thế này mà thầy còn ráng, chắc ngày mai cũng tốt. Một bữa rồi thầy nghỉ tới rằm tháng tư đó, tới mùa rằm tháng tư cũng phải gặp tất cả đồng đạo, nhưng thầy cho lên có không tới 10 vị, không tới 10 vị đó. Vậy thì tới cái lễ cúng mới được lên. Điện thoại ở nhà đi nha. Sau này xin cái thưa quý vị đừng có buồn nữa không, cái nhỏ đó, cái phước nó nhỏ xíu vậy nè, mình đừng có bỏ nha. Mà cái tội nó nhỏ nữa, mình đừng có làm, nó tấn công lên. Cái phước nhỏ mình làm, cái tội phước nhỏ mình làm, đừng bỏ. Cái tội nhỏ mình đừng có dấn dương vô đó. Thì từ đây sắp tới mình phải nhớ nha, và mình phải sửa cái hạnh, đừng để phạm hạnh quá nha, đâu có được đó. Mình sửa lại, anh em cũng vậy, mình muốn qua đứa em mình. Em ơi,
mít xài đó. Anh ngày mai anh qua em, anh qua có việc gì không vậy anh hai? Nó hỏi. Mình qua đó để mà tao muốn tâm sự với mày, để rồi anh em mình dọn miếng rừng này nè của ông già đó kia, mình hùng nhau trồng đồ có được không nha? Để anh qua bển nói chuyện nha. Không, mấy giờ anh tới? 12 giờ thì mình đúng 12 giờ mình phải tới nè. Đừng có không nói cái đi sáng trả qua cái rồi nói cái chuyện đó, cái em mình nó hết hồn, cái nó hoảng hốt lên đó, là mình đi gây cái tang thương biến đổi nữa. Nói vậy cho nên cái người tu sau này biết trước hết, đi đâu phải có lễ độ, có phương phép. Nếu ngày mai đó thầy khỏe nha, có tất cả các vị về, có nhiều vị để cho tất cả quý vị nhìn nha. Sau này đó nè, phép pháp không nè, quý vị tu có vật nhãn thần này nè, nhìn thấy biết liền. Thực tập đi, qua cái việc đó thực tập nhiều đi, đúng giờ giấc, đừng ngủ, ngồi thanh tịnh nhìn, mới mình nhìn qua tới đây thôi, không nháy mắt. 10 ngày sau, 5 ngày sau, 1 tuần mình nhìn lại tới chỗ này, 2-3 ngày sau nhìn tới sư cô, 10 ngày sau mình nhìn lại tới cái quả, đi từ từ, cũng như mình có hai cái đèn này không được pha nhiều, còn đèn đường thì mình đi, mình cứ pha theo lối, còn con đường mà mình ngọn đèn mà mình để phòng hộ đó, mình phải pha xa nhưng mà pha một chút là tắt, có nghĩa là mình phải tịnh thần của mình để mình nhìn người mình mới thấy được. Và sau đây mình nhìn người, mình nhìn quỷ, quỷ mới khiếp sợ mình chứ không phải là tầm thường nữa. Cho nên con phải cần tịnh luyện rảnh việc rồi thì nhìn, có nghĩa là mình rớt dưới sông đó hay là mình ở chỗ nào đó, lên con mắt mình còn bị dạng, không có bao giờ mình nhắm mắt đâu, không thở luôn, mắt mình mở, mình nhìn vậy thì mình đâu có thở, cho nên cái nhịp thở của mình đã đi đâu với con mắt. Cần giữ cái tinh thần nha, đây là tinh khí nè, thần nè, ba món quý này đừng để mất. Cái này là tinh khí, cái này là tiếp khí nè, tiếp khí thiên nè, đó, đông tây nam bắc hiền dữ, rồi tiếp khí người nè, đó là điện người nè, điện từ có nè, điện bao khoan có, điện cao thế có nè, thấy chưa? Cho nên quý vị mà gặp tất cả các người nhiều quá tu không được. Như mấy cô bạn hàng nói, con ra chợ con cũng tu được, nói cái miệng chứ tu không được đâu. Tu phải ẩn sĩ, phải ẩn mất. Con cù đó, nó tu, nó chém về ở dưới nó sân, 500 năm, xấu, cù tu cũng phải chém về. Ông cọp tu phải vô hang ở, răng vàng khẽ hết, vì đâu có ăn thịt ai, đâu ăn thịt con gì, phải chịu đói, ăn chỉ lá cây, trái cây thôi, phải khổ hạnh như thế, thấy không? Còn mình tu thì cũng phải khổ hạnh chứ, mình tu mình muốn như ở ngoài đời thì đi tu chi, đi tu chi, người ta lập chùa, các ngài lập chùa để làm gì? Đó là vị trí của tất cả các vị, để bảo trợ, để bảo trì các quý vị để tu đó. Nhưng mà tu không được, khó lắm. Bây giờ thời kỳ mạt mà, cũng như mùa hè, nắng vậy nè, cho quý vị hột này hột kia tốt quá, thôi về con gieo, gieo xuống bỏ, hổng lên. Rồi mình gieo trong cái rổ, rồi nó lên, rồi mình bứng, mình coi đất phù sa chỗ nào, nhà mình hè gốc hay là gì, mình trồng mới được. Cái này mình nắm mình giải tới như là không được. Thời kỳ này mạt, mạt pháp, mạt trần, đó, mạt hết, tiền của cũng vậy, ngay đâu nó mục mạt rồi mà. Ở nhà là một, thứ hai không tin ai hết thì chấn chỉnh bao nhiêu đó, mình tin mình, dạ tôi tin rồi, chị đó chị tốt đó, chị mới nói chuyện với tôi, không tin đâu ạ. Thì mình cũng nói, chị cũng nói, đâu có gì đâu, nhưng mình không tin được gì trong này. Mình phải ráng tu có đức tin, mình tin là có, bởi ông thánh ông nói là chết là chết, sống là sống. Còn bây giờ mình bị gạt, càng mang tội,
càng làm càng mang tội, càng tu càng mang tội hơn người không tu bị sai lầm. Không biết họ nói với mình tốt, như thầy nói với quý trò nè, thấy không? Nhưng mà thầy trên lệch. Có khi thầy nói đừng nói được, không muốn dính níu nữa, mình làm không được, mình hổ thẹn, thấy không? Mình la, mình quát tháo, mình chỉ có một game nhỏ, một ít thôi, sửa liền cấp kỳ, quý vị, chứ không phải tầm thường đâu. Tại sao? Tại sao mình không sửa? Đó, vậy đó. Mà cái áo mình đem mình sửa hoài coi sao được, sửa một hai lần thôi. Đó, như vậy thì con người tu hành phải ráng, cực lắm, khổ lắm. Nói là một vị tu giờ này kiếm không được, vì họ thay đổi hình của họ, sắc họ, sắc thì không, không tức thì sắc, không có sắc mà có sắc. Nói vậy, Phật nói không sắc mà có sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Cái sắc do nơi, sắc diện do nơi trong này đã xuất hiện, đã nuôi, đã ương dưỡng. Chứ còn mình đem cái sắc diện ngoài đời mình tô điểm lên là không phải sắc, sắc mà không sắc. Cho nên hôm nay tất cả anh em của mình ráng kỹ lưỡng một chút xíu đi, nghiêm nghi ở tại gia đắc đạo nhiều. Sau này ông Thánh ông chấm, qua cửa ông Thánh rồi mới qua ông Phật được nha. Thánh đức, ông Thánh. Mình không có đức, mình bất hiếu, rồi mình làm những chuyện này cái nọ, rồi mình biểu ai chứng minh cho mình. Đó, năm lớp học: nhân đạo, thần đạo, thánh đạo, tiên đạo, Phật đạo. Ông Phật chặt đầu ông không nói nữa, ông từ bi. Ông tiên này ông làm biếng nha, trời ơi mày làm biếng như tiên vậy, sung sướng như tiên vậy, thấy không? Mà ông kỹ sạch sẽ, ăn là đi chơi không tới mà cảnh tiên rồi quý vị thấy bông hoa lá, thấy không? Nở đua nở nữ tiên mà nó vậy đó, mình tu tiên. Rồi bây giờ nghe sách vở rồi tất cả các vị tu tiên hết làm biếng, thấy không? Thầy rầy, mình làm mình ông mình ăn tu tiên. Tới ông Phật, tới ông này là mới nguy hiểm nè, ông Thánh nè, tới cái bài của ông Thánh nè, Thánh Hiền Nho Giáo, nói đâu có đó, nói chết chết sống sống đó. Còn cái ông thần này nè, nhân là thần, ông thần trung can nghĩa khí, không ỷ mạnh hiếp yếu, đang đi đang bưng gì thấy bà già đó đang lọt với cái kẻ gì bỏ cứu ba liền, bà ở đâu nhà đâu con cổng bà về, đó là ông thần đó, phép thần đó, gánh vác nặng nề giúp đỡ anh em bất cứ tu theo thần, thấy chưa? Không nệ, đừng ích kỷ một chút xíu thôi, ta không giúp đâu, ta đi về cho khỏe, mày lại để giúp đi, thấy chưa? Còn nhân đạo nè, vợ chồng anh em xã hội, rồi chưa? Đâu có rồi, nay phụ vợ mai phụ chồng, mốt như thế nào đây, không biết chung thủy, không gánh gồng. Lỡ rồi, lỡ nguyện rồi, cha mẹ mình công gì đó, danh chánh ngôn thuận rồi, răng lông tóc bạc. Có nhiều vị hỏi thầy răng sao một lông thầy nè, hả ông ra đi chỉ cho, hả ông ra thấy nè, nắm cái này lông lơ coi lông chưa, dạ con bị lông lơ, đó là lông lơ đó. Răng lông, lông là lông lơ, hỏi thầy gì chứ, răng mà có lông nào thầy, thấy hỏi ông thế nè, hả ông ra đi, rồi nắm cái răng lông lơ coi nó có lông lơ không, nếu dạ có thì nguyện ở với vợ mình với chồng mình răng lông phải không, tóc bạc nắm coi có lông lơ không, trời ơi răng ông sau này lông lơ hết trơn đó. Buồn vui thì kể một chút nha, giờ quý vị ráng cố gắng không, mai mốt có đi đâu cũng vậy, còn ở ngoài tổ có lỗi đó, nhưng mà lỗi mà không lỗi, vô đây để gặp thầy nghiệp lắm. Vợ con nghe nói mà ở ngoài kia kìa, rồi kiếm không được ăn cơm để về hả con, phải kiếm được thì vô đây có cơm nguội rồi, có đúng không? Nói vậy đó là tha. Còn một vị nữa, một vị ngày mai cho quý vị gặp, chắc quý vị gặp rồi đó, một vị đó, tu không được nên đời mới nói là khinh mình là đừng có tu nha. Đó như vậy đó, để ngày mai xuất hiện, ngày mai xuất hiện.
Cho nên hôm nay thì thầy đâu có nói xấu ai đâu nè, tu chưa được vô bản phong thần nè, còn không được thì bị rầy ráng chịu à. Con người mình, tại sao Phật dạy mình ngủ giới cấm này đó, thì chỉ nha, đây Phật dạy con người mình nè, tự ái, tự kiêu, tự đại, tự đắc, tự ái, nhưng mà còn cái tự nữa đâu, tự trọng, biến mất cái tự trọng con người của mình đi đó, năm cái tự này. Cho nên Phật dạy mình phải thu xếp năm cái này làm năm móng tay của ông cọp giết mình đó, chứ không phải tầm thường đâu. Mình tự ái, giận người này giận người kia, cho ông anh em này kia nợ chê khen, nhưng mà còn cái tự trọng của mình đó, ta cho có khi không lấy nữa. Mình tự trọng, tự đại, tự đại là ta là cao cả nhất, thấy không? Đó, như thế thì con người mà lục ra trong cái tứ ẩn hiếu nghĩa rồi đó, thì mình đã bị đủ thứ hết. Nhưng mà được Đức Phật Bổn Sư Thích Ca, nếu băng lên Phật là tu tắc đó, không có còn nói là mình phải vì mình đã xuất gia rồi, thì mình đâu có nói là bây giờ vợ con hay gia đình nữa còn ở tại gia cư sĩ thì mình phải gánh chịu cái đó. Cho nên hôm nay chúng ta được hoàn toàn Phật sinh hết, ẩn xá hết, nhưng mà tu không được đó. Thì cái nguồn này nè, không ai thành Phật được đâu, dù có làm gì cũng không có thành Phật được hết. Bị đáp ứng con số đó không có, không được. Ngày mai để thầy nghĩ đi, ngày mai ở trên đài báo cái gì thì thầy sẽ nói tiếp cho quý vị, nói tiếp cho quý vị. Tổng đài báo thì thầy sẽ nói ra cho quý vị nghe một chút, chứ thầy cũng có môi mép gì mà phải nói đây để rồi làm gì đâu, không có đâu. Đó, như vậy. Mà nói chung là cái tâm linh của thầy thấy quý vị thầy ghét lắm, không phải quý vị đây nha, thấy mà đi đông hoặc là về tới đi núi vậy quá đông rồi thì chóng mặt liền, cấp kỳ chán dáng mặt mày liền, thôi lui đó, như thế. Chứ không phải mặn mà đâu quý vị, mà để ru ngủ hay là để kêu réo, nhưng mà tình thương không bao giờ thầy phải là chia tất cả quý vị. Cái tình thương dù sau họ bước đi rồi thầy rớt nước mắt, rớt nước mắt với một đôi chân của mọi người để bước ra đi. Nói vậy, từ ở đâu nghe tin dân dẫn có hai cái cậu này nè, cũng vậy nè, nhà cha mẹ nói không nghe, nhưng mà gặp thầy rồi bây giờ quỳ lại rồi về bây giờ sẽ nhập môn luôn. Thôi con không dám cãi mẹ được, con nghe lời thầy, vì những cái khoai linh của Đức Ngài thấy là khiếp, thừa dư cái đó cho đó quý vị, cũng như tất cả quý vị nè, thiếu có một vị thôi là quý vị này vô đây thì nó nhập vào môn, vô sách vở luôn, thì thầy nói nó đủ đầy chi tiết, thấy không, đâu phải dễ đâu. Thôi đừng có buồn nha, hồi nãy giờ mà thầy có trao đổi với quý vị có cái gì đó, quý vị từ bi nha, không vì thầy cũng mất mát nhiều, mất mấy chục phần trăm đó, bữa nay không có được bình tĩnh là vì thầy đã bệnh mấy hôm nay là nói như vậy. Thì kệ, có nhiều khi nó sao mà có nhiều câu hỏi nha, nhưng bây giờ thầy cấm riết, khó riết, không dám lại gần cái lời có hỏi. Sao mà thầy bệnh hoài vậy, thầy linh sao không cũng như không bệnh á, cái bệnh hoài. Tao trả lời sao, trả lời giùm thầy đi. Hỏi á, hỏi thầy sao bệnh hoài vậy đó, sao không hết bệnh mà không có phép đó. Giờ trả lời sao, còn hãy đính á, thì nó cứ hỏi hoài à. Nói vậy đó thì thầy mới nói rằng bệnh mãi bệnh hoài có hết đâu, bệnh điên, bệnh khổ, bệnh đau sầu, bệnh cho thế hệ còn ngu muội không tường chẳng biết đâu. Bệnh mãi bệnh hoài đừng hết nghe, thầy dặn thầy nha,
Bệnh viết rồi ngồi mũi vô ve, rồi bu kiến đầu ôi mặc kệ, rơm rác bẩn tồi mặc vô ve. Chửi cái người ngu đó. Nó bu nó hỏi đó, đúng không? Thầy cũng chửi rồi nha, nhưng mà chữ nho nha, thầy cũng có chửi như là rất hầm đời, phải như không? Rùi mũi đó, nó bu, nó do ve là nó hỏi vậy. Bệnh mà hỏi vậy cho thầy bệnh. Thầy má hết bệnh mà phải chứ. Nó như vậy. Nhưng mà hồi đó đó, thầy chưa có lãnh cái dao của ông hiền thần Nguyễn Trung Trực nha đạo đó. Bây giờ thầy lãnh rồi đó. Không, thầy nói thiệt, lãnh rồi mấy bữa là thầy đi Huế luôn đó. Chờ có đường về xứ Huế hay gì đó, lãnh. Trong đêm hai hàng đứng, biểu thầy phải lãnh. Phải lãnh cái món này, thầy nói không. Hai cái cẳng bị gãy, bây giờ không lãnh nữa. Vừa nói xong á, dòm xuống thấy một đống, thì kê cái tay xuống nắm lên cái dao nè. Bữa qua, rồi thầy mới đi ra ngoài Huế, mới ghé ở Nguyễn Huệ Quang Trung quá à. Đó như thế. Thì bây giờ thầy chờ coi vị nào lại hỏi thầy câu nói đó. Rồi thầy cho nó nhát dao á, cho nó đi. Nói vui nha không? Chứ thôi đi, chắc ta nghe ta cũng cười đó. Đó như vậy đó. Chứ bây giờ tận đời rồi mà sao còn muốn giữ vậy ha? Trời ơi, Phật còn bệnh đó, Phật ăn nấm rồi Phật. Thấy không? Rõ ràng không? Phật còn bệnh xe đang đi múc nước mà. Nó đau quá chừng đau rồi mà, chứ đâu phải Phật không bệnh đâu. Đó như thế để mình trả đi những cái gì chứ đâu phải không trả đâu. Nói gì là đó, cho nên thầy bất thất cười. Nhưng mà lâu rồi, chắc cũng cả mười mấy hai chục năm rồi. Bây giờ chắc không ai hỏi, ta đi qua cái cầu đó rồi, ta khôn rồi. Đó, thôi ha, thầy cũng xin cúi đầu để cảm ơn hết tất cả quý vị nha. 9 giờ mai nha, nói cho tất cả quý vị đi qua bển mình làm sớm. Đạo cứ đi đi, 10 giờ đạo về cũng được, nó không sao đâu. Đó là cử hành đi, nha không? Đó, mình không làm cái này để làm cái khác đó, để giúp đỡ trong cái việc này không sao đâu. Mình mần mình mới ùm được, mình có cơ mình ùm. Nói dạ thưa con lên thầy công quả, thầy cũng chứa. Hãy nói công quả là thầy cũng chứa, bị thầy đâu phải cái chùa mà đến công quả. Dạ chứ làm gì, phụ làm đi đừng ùm. Mình phụ làm mình ăn cơm, và mình phụ làm có tiền cái mình chia ra ngự chút cái rồi, thấy chưa? Mình phụ làm ăn, còn này công quả không có công quả đó. Nhưng mà sau này nữa đó, gần bên rồi đó đập, thì nếu mà ai về cái thiền tịnh Bủ Sơn hoặc là ai về trong cái nhà tịnh tu này thì 6 giờ chiều phải ngồi nửa tiếng để niệm Phật. Thầy xin cho thầy nửa tiếng, 6 giờ sáng, 12 giờ trưa, ráng cố gắng ngồi nửa tiếng thôi để niệm Phật, ngồi ngay ngắn để cho nó mát mẻ, nó mát gan, mát phổi, lá lách được tất cả đều cho nó mát mẻ. Mình đi nó nóng lắm, đi nhiều mần nhiều chừng nào là nó nóng bức ở trong này. Nói vậy ngồi niệm Phật thở đó, sau này đi rồi khuya ở đây đi, thầy dạy hồi phục sinh lực. Nếu mình không có thi hành cái đó thì mình gì lắm, ráng thoa bóp đồ chính mình chứ đừng có mượn người ta, nhớ không? Thôi quý vị nghỉ nha. Đó. Có cái gì bồi dưỡng nước nôi đâu gì quý vị xuống ha. Thầy xin kính chúc lành ở bên trong bên ngoài, ở nước này nước kia ha, chỗ nào cũng anh em ruột của mình hết. Thầy xin chúc lành quý vị. Bữa nay tiếng nói của thầy hơi khan khan khào khào đó, quý vị đừng có chê nghe không. Nè, hát hay nhờ có thằng Hề, ráng chờ ráng đợi đừng chê lúc nào. Thầy tặng cho quý vị. Hề đó, ráng chờ đợi chê đâu có được. Đó vậy.